Tối qua tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo của thành phố và các huấn luyện viên, vận động viên của Thành phố Hồ Chí Minh tham gia thi đấu trong đội hình đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, những người vừa góp công giành tấm vé lịch sử tham dự vòng chung kết World Cup 2023 môn bóng đá nữ. Sau khi được Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh đón tại sân bay Tân Sơn Nhất, các cầu thủ và huấn luyện viên được xe buýt 2 tầng đưa về làm lễ dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sau đó, Huỳnh Như và đồng đội cùng các huấn luyện viên được lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đón và làm lễ tuyên dương tại hội trường Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trong không khí trang trọng và nồng hậu của buổi đón tiếp, Huỳnh Như và đồng đội đã không khỏi xúc động. Em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được sự tiếp đón nồng nhiệt của quý lãnh đạo cũng như là toàn thể người hâm mộ Thành phố Hồ Chí Minh đã dành tình yêu thương cho tụi em. Không nghĩ là mình sẽ được chào đón trân trọng đến như vậy và tuyệt vời đến như vậy. Rất là vinh dự các lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm tụi em và theo tụi em để tới hiện bây giờ động viên tụi em, để tụi em rất là hạnh phúc. Tiếp đón các cầu thủ và huấn luyện viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bày tỏ niềm vui mừng, lòng tự hào và biết ơn vì họ đã góp phần mang lại vinh quang cho Tổ quốc. Theo ông Phan Văn Mãi, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đón cái Tết Nguyên đán đầm ấm và niềm vui được nhân đôi khi đón nhận thành tích từ đội tuyển nữ quốc gia, trong đó có đóng góp rất lớn của các cầu thủ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này nó làm cho cái không khí của Thành phố Hồ Chí Minh những ngày xuân càng thêm rộn ràng hơn, và hôm nay các bạn về đó thì nó bằng một cái tình cảm chân thành, rất là vui mừng, rất là tự hào của thành phố. Cho nên là đón một bằng một cái tình cảm rất chân thành, rất tự nhiên như thế. Chúng tôi cũng muốn được chia sẻ để bày tỏ lòng biết ơn, sự tự hào của lãnh đạo và nhân dân thành phố đối với ban huấn luyện, đối với các vận động viên đội bóng đá nữ thành phố trong tham gia trong đội bóng đá nữ của quốc gia. Tại buổi tiếp đón, các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận trên 10 tỷ đồng từ các nhà tài trợ và mạnh thường quân, gồm tiền mặt, học bổng, di chuyển miễn phí bằng máy bay. Dịp này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng tặng bằng khen và 1 tỷ đồng cho tập thể câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh, 11 cá nhân nhận 20 triệu đồng một người với thành tích vô địch quốc gia, 30 triệu đồng cho thành tích cùng đội tuyển quốc gia. Ngay trong những ngày đầu năm mới thì đội tuyển nữ quốc gia đã viết nên trang sử mới cho bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên lọt vào một vòng chung kết World Cup. Vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã nhận được vô vàn sự quan tâm từ phía các tập thể và cá nhân, trong đó có cả tiền mặt cũng như là vật phẩm cần thiết để phục vụ cho việc tập luyện và thi đấu. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã trải qua vô vàn những khó khăn trong con đường chinh phục tấm vé dự vòng chung kết World Cup 2023. Các cô gái kim cương của chúng ta đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vượt qua những khó khăn về dịch bệnh và thiếu thốn. Thấu hiểu được điều này, nhiều tập thể và cá nhân đã dành tặng những phần quà vô cùng ý nghĩa, giúp các cô gái của chúng ta có thêm động lực để tập luyện và thi đấu, chinh phục sân chơi World Cup. Ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, sẽ là phương tiện hữu hiệu để các cầu thủ truyền tải thông tin, văn hóa và bản sắc của Việt Nam ra thế giới, đặc biệt là khi đội tuyển nữ Việt Nam sắp tham dự sân chơi World Cup. Vì thế, trung tâm tiếng Anh của chúng tôi rất tự hào khi sẽ được đóng góp một phần trong quá trình phát triển, hoàn thiện hơn nữa của đội tuyển nữ Việt Nam. Hy vọng, đội tuyển sẽ tiếp tục thể hiện hình ảnh tuyệt vời của phụ nữ Việt Nam trong tương lai, gần nhất là ở vòng chung kết giải bóng đá nữ vô địch thế giới 2023. Với những phần thưởng thiết thực như thế này, chắc chắn sẽ là nguồn động lực để các cô gái của chúng ta tự tin hơn trong giao tiếp ở mỗi chuyến tập huấn hay thi đấu nước ngoài, từ đó tập trung tối đa vào chuyên môn của mình. Bản tin chưa tiếp tục với các nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp tại tỉnh Nghệ An, trong đó thành phố Vinh là địa phương có số lượng ca mắc mới cao nhất. Mỗi ngày, địa phương này ghi nhận đến hàng trăm ca mắc mới. Thế nhưng, việc thiếu vật tư y tế, đặc biệt là kit test nhanh, đang khiến cho công tác phòng chống dịch COVID-19 gặp rất nhiều khó khăn. Thời điểm này, mỗi ngày phường Hưng Dũng ghi nhận trên 40 ca mắc COVID-19. Số lượng người thuộc diện được test nhanh miễn phí lên đến hàng trăm người. Thế nhưng, trạm y tế phường chỉ nhận được 50 bộ kit test nhanh để phục vụ cho 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Số lượng này chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu thực tế.
không đủ để làm anh ạ. Còn bây giờ những người mà đến mà có triệu chứng ho sốt mà chỉ có 1-2 triệu chứng thì nhà em không làm được, bởi vì nó không đủ test để làm những trường hợp đó, mà chỉ làm cho những trường hợp là có tất cả các triệu chứng mà trong cái thứ hai cần thiết thì nhà em mới làm được. Thế này nó khó, mình đi con khoảng bao nhiêu cái kit test nhanh được? Trong kho hiện tại nhà em chỉ có 50 cái ạ. 50 cái dư tu có thể là dùng trong bao nhiêu đâu? Chắc là nửa buổi thôi ạ. Cũng hoàn cảnh tương tự, mỗi ngày phường Cửa Nam có hàng trăm người thuộc diện F0, F1 có triệu chứng cần được test nhanh COVID-19. Thế nhưng, trạm y tế chỉ còn khoảng 90 bộ kit test. Theo nhu cầu của dân hiện tại là đang còn thiếu. Đó, vẫn đang còn thiếu. Tất cả các F1 cần phải được xét nghiệm, đang phải là gần đến 200 người để phải xét nghiệm test đến ngày thứ 7 của F1. Đó. Đó, nhưng mà dư hiện tại là trong kho được khoảng 90 test cho... là trước cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của công tác phòng chống dịch. Mỗi ngày thành phố Vinh có nhu cầu sử dụng khoảng 2.000 bộ kit test nhanh cho các đối tượng F0, F1 và người có triệu chứng, trong khi số kit test của trung tâm y tế chỉ còn hơn 4.000 bộ nên việc cấp phát rất nhỏ giọt. Bên cạnh đó, các loại vật tư y tế khác như găng tay, quần áo bảo hộ cũng thiếu trầm trọng. Sự bị động của ngành y tế thành phố đang khiến công tác chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn. Ôi, trang bị vật tư y tế đến nhà em nó có được sử dụng anh ạ. Đôi khi găng tay nhà em đang còn phải mua đang từng hộp một á. Có những bữa là làm nó cũng nó có găng tay để sử dụng luôn. Chúng tôi phải họp và phải trình ý kiến lên thành phố, thường trực của thành phố và của sở y tế để xem cái giải, xin cả cái giải pháp để mà cung cấp được cho cả cái trạm y tế, đặc biệt cho người dân trong cái thời gian khi đang còn chơi kết quả đấu thầu. Có thể là phương án nào? Có thể chúng tôi sẽ triển khai được, khi mà xin được sẽ xin chủ trương là cái chỉ định thầu rút gọn. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp. Mỗi ngày Nghệ An ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới. Nhu cầu test nhanh sàng lọc của người dân tăng cao. Thế nhưng tại các trạm y tế, không chỉ thiếu kit test nhanh cho các đối tượng miễn phí, mà hiện nay việc test dịch vụ cũng không được thực hiện. Hiện nhiều người đang gặp phải các di chứng hậu COVID-19 như là mệt mỏi, hụt hơi, mất ngủ, thường xuyên lo lắng, căng thẳng. Các bác sĩ cho biết là không phải tất cả những bệnh nhân mắc di chứng hậu COVID-19 đều phải điều trị thì mới khỏi. Nhưng người bệnh không nên tự tìm cách chữa trị mà không có sự tư vấn của bác sĩ. Hoạt động được hơn nửa tháng, phòng khám hậu COVID-19 của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận khá nhiều F0 đã khỏi bệnh đến khám, tư vấn và điều trị. Rất nhiều bệnh nhân gặp phải tình trạng mệt mỏi, xuống sức, kèm theo thấy lạnh, nhiều người bị rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu. Những vấn đề tâm thần cũng như lo lắng trầm cảm sau COVID thì rất thường gặp, và nó là những cái triệu chứng thậm chí là nổi bật ở những kể cả những nhóm bệnh nhân nhẹ và kể cả những nhóm bệnh nhân phải vào viện điều trị. Đó là cái vấn đề tôi thấy là rất là nổi bật với những bệnh nhân sau COVID. Những bệnh nhân hậu COVID thì theo khuyến cáo của Tổ chức Thế giới thì sẽ được thăm dò các cái chức năng mà của bệnh nhân. Ví dụ là nếu bệnh nhân mà có cái suy hấp trong quá trình điều COVID thì thường là có cái rối loạn của cái chức năng cơ quan hô hấp, thì phải cần phải đo chức năng hô hấp, phải kiểm tra phổi, đánh giá mức độ sơ phổi. Những bệnh nhân mà liên quan đến đông máu thì phải kiểm tra các yếu tố đông máu xem nó còn kéo dài hay không, có ảnh hưởng đến cái chức năng tim mạch máu hay không. Thế rồi những cái rối loạn về tâm thần kinh thì cũng phải đánh giá xem là những cái có tổn thương thực thể hay không, hay đấy là chỉ là những cái rối nhiễu tâm lý, thì để có thể tư vấn phục hồi chức năng cho bệnh nhân. Các bác sĩ cho biết không phải tất cả F0 khỏi bệnh đều cần khám hậu COVID-19. Trong đó, nhóm cần phải đi khám hậu COVID-19 sớm là những người mắc bệnh nặng, từng phải điều trị trong phòng hồi sức. F0 đã âm tính, đang vận động mà bị tức ngực, khó thở, vận động kém đi cũng cần đi khám. Đây là những dấu hiệu đặc trưng của hậu nhiễm. Người bệnh có dấu hiệu rối loạn tâm thần như hoảng loạn, lo lắng cũng cần phải đi khám. Ví dụ như là mệt mỏi, cảm giác hụt hơi, khó thở, ho kéo dài thì nên đi tái khám. Ngoài ra còn những bệnh nhân mắc bất kỳ một cái tình trạng nào liên quan đến tổn thương chức năng cơ quan, ví dụ như tình trạng đau ngực, tức ngực, hoặc là lo lắng, hoặc stress, hoặc mất ngủ, hoặc những cái rối loạn tinh thần liên quan đến sau nhiễm COVID đều nên tái khám. Và thêm vào đó là những cái bệnh nhân trước đấy đã phải điều trị trong bệnh viện, đã phải điều trị thở oxy, hoặc là đã điều trị thở máy, thì nên tái khám để đánh giá cái
khả năng hồi phục của bệnh nhân đấy. Thông thường thì những cái bệnh nhân cao tuổi có các bệnh nền thì sau khi mắc COVID thì nên đến bệnh viện để đánh giá lại về mặt sức khỏe cũng như các rối loạn về mặt chức năng. Cái vấn đề thứ nhất, cái vấn đề thứ hai nữa là các bệnh nhân khi có những cái bất thường sau khi nhiễm COVID, ví dụ như mệt mỏi, lo lắng, chán ăn, rồi các chỉ số về xét nghiệm hoặc là các chỉ số về mặt sức khỏe bất thường thì cần phải đến khám ngay. Các bác sĩ cũng khuyến cáo một số nhóm F0 sau khi khỏi bệnh cần lưu ý các vấn đề khám hậu COVID như nhóm người có bệnh nền, tăng huyết áp, mạch vành, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, nhóm người từ 60 tuổi trở lên, nhóm người phải nhập viện khi mắc COVID-19, bị suy hô hấp, phải can thiệp thở oxy trở lên, sốt cao phải nhập viện. Người bệnh có thể khám với các bác sĩ gia đình, bất kỳ bệnh viện nào mà không cần đến cơ sở y tế lớn. Điều này vừa tránh quá tải cho hệ thống y tế, vừa không tác động đến những bệnh nhân khác, khiến họ hoảng sợ theo mà đổ xô đi khám hậu COVID-19.